năm 2042 sao quả. Mau đi anh bạn, tôi đến đây. Ba mươi phút trước. Tình hình thu thập của anh sao rồi, Phùng Duy Nghĩa? Đất trong ô 50-12 cực kỳ gồ ghề, nhưng ở ô 23 thì cá hạt mịn hơn nhiều, chắc chắn thích hợp với thí nghiệm tảo xanh. Đúng là một tin khiến người ta phấn khích. Sao quả sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Quá tuyệt. Anh nhớ sạc xe thám hiểm sao quả dưới nắng nha. Đừng lo, lượng điện của xe thám hiểm hẳn là đủ cho tôi về tới căn cứ. Tốt quá rồi. Giống lại giữa tắc kè qua bác sinh và rồng út của tôi đã thành công sống qua giai đoạn 1. Đó là gì vậy? Phùng Duy Nghĩa, kho hạt giống căn cứ sao quả bị hành tinh nhỏ va chạm. Hãy trở về ngay lập tức. Mặc kệ nó đi, không đi là chết. Alo, có ai không? Mọi người có bị thương không? Vụ va chạm của hành tinh nhỏ sẽ gây ra cơn bão siêu cấp, tàu thăm dò và căn cứ sẽ bị phá hủy. Chúng ta cần rút ngay lập tức, chỉ còn 7 phút để rút. Duy Trắc, anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Chúng tôi tập trung ở khoang cứu sinh chờ anh. Chết tiệt. Đi, mau lên. Đội trưởng, ngoài rút đi thì còn cách nào không? Không, dự kiến 7 phút nữa, cơn bão sẽ đạt cấp 21, sức gió lên đến 8.700 Newton. Một khi sức gió vượt qua 7.000 thì tàu vũ trụ sẽ bị thổi bay. Tới chừng đó, chúng ta không còn cách nào rời khỏi sao quả. Trái đất cần bao lâu để gửi người tới chi viện? Rất lâu. Vật tư của chúng ta không cách nào chèo chống tới ngày trái đất gửi chi viện. Vậy còn Phùng Duy Nghĩa, chúng ta vẫn chưa liên hệ được với anh ấy. Chúng ta chờ thêm một lát. Mọi người lên trước, chuẩn bị sẵn sàng cất cánh. Tôi ở đây chờ anh ấy. Được rồi. Đội trưởng, 5 phút nữa tàu sẽ cất cánh. Góc nghiêng bây giờ của tàu là 7 độ. Quét hình. Góc nghiêng lên đến 12,3 độ là tàu sẽ ngã. Tốc độ ngã đang tăng cao. Phùng Duy Nghĩa, anh đến đâu rồi? Đội trưởng, tín hiệu của Phùng Duy Nghĩa bị gián đoạn, nhưng mà dấu hiệu sinh tồn của anh ấy vẫn còn bình thường. Đội trưởng, còn 2 phút nữa, anh mau lên đi. Góc nghiêng là 9,5. Độ nghiêng mà quá 10 thì không ai trong chúng ta có thể thoát được. Làm sao để tranh thủ một chút thời gian cho Phùng Duy Nghĩa? Chỉ có thể thử mở hệ thống cơ động quỹ đạo. Năng lượng quá thấp, không thể tiếp tục hoạt động. Cảnh báo, năng lượng quá thấp. Cách điểm đến còn 117 mét. Đội trưởng, không thể chờ nữa. Một phút nữa, tàu vũ trụ sẽ không cách nào cất cánh. Đợi đã, tôi đã nhìn thấy anh ấy. Phùng Duy Nghĩa tới rồi. Phùng Duy Nghĩa, mau lên. Cảnh báo, sắp lật rồi. Còn 15 giây, phải vào trong khoang thôi. Mau lên anh bạn, tôi đến đây.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cất cánh. Radar phát hiện vật thể không rõ đang tới gần chúng ta. Chúng ta sắp đụng phải nó rồi. Làm sao đây? Không. Tàu vạn hộ Trung Quốc, nhiệm vụ đổ bộ Europa. Wow, hùng vĩ quá đi. Lần đầu tiên nhìn thấy sao quả ở khoảng cách gần như vậy. Chúng ta đang ở trên sao quả. Bố ơi, bố ơi, nếu bố cậu biết cậu trở thành phi hành gia thì sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác cho mà xem. Tất cả dữ liệu đã được thông qua. Trung tâm điều khiển hàng không vũ trụ trái đất thăm dò Europa. Nhận diện đi. Dạ. Chỉ huy Lưu, tôi là Frank, chỉ huy của Liên minh Kế hoạch Di cư Sao Quả. Chúng tôi nhận được một đoạn video và tín hiệu âm thanh cầu cứu. Tôi là Phùng Duy Nghĩa. Chúng tôi bị vật thể bay không xác định tấn công, cất cánh thất bại. Chúng tôi bị kẹt trong khoang cứu sinh. Xin hãy mau chóng chi viện. Chúng tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu đến các quốc gia như Mỹ, Nhật, Nga. Do khoảng cách khá xa từ trái đất tới sao quả cần đến 4 tháng. Bây giờ tàu vạn hộ của mấy anh đang ở gần sao quả, trên đường tới Europa. Vì vậy chúng tôi muốn đề nghị mấy anh tiến hành cứu trợ nhân đạo. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ tin của mấy anh. Chỉ huy Lưu, kế hoạch Europa của chúng ta là tâm huyết suốt 8 năm trời. Bây giờ tình hình sao quả vẫn còn là ẩn số. Nếu tùy tiện tới đó thì chẳng khác nào mạo hiểm. Nếu lỡ xảy ra bất trắc, 8 năm tâm huyết của chúng ta coi như mất trắng.
Hãy tính toán phương án khả thi trước. Dạ. Trương Lỗi, các đoạn video vừa rồi ra. Dạ. Được rồi, dừng. Để bộ phận kỹ thuật phân tích xem khả năng là gì. Dạ. Tào Vạn Hộ, Khoan Trọng Lực. Wow, ăn gì mà ngon vậy? Đây. Sao hôm nay ăn sủi cảo? Sủi cảo à? Tôi thích sủi cảo nhất. Dẹp đi, có ai mà không thích ăn. Này, ngon thật. Hôm nay là đêm giao thừa. Đội trưởng, lấy một cái đi. Nhanh như vậy mà tới Tết rồi à? Anh làm việc tới ngu người rồi sao? Chúng ta làm gì có ngày nghỉ. Chúng ta có thể trở thành phi hành gia đã là một chuyện rất vinh quang. Bố tôi luôn tự hào về tôi. Chỉ Quy Lưu, Đỗ Bình, bây giờ tôi lệnh cho mấy anh tạm thời hủy bỏ kế hoạch đổ bộ Europa, thay đổi quỹ đạo, chuyển hướng sang sao quả. Vừa rồi liên minh kế hoạch di cư sao quả đã gửi đến chúng ta lời cầu cứu. Khoan cứu sinh của họ bị vật thể bay không xác định tấn công, không cách nào cất cánh. Bây giờ có 4 nhà khoa học sống chết chưa rõ. Sau khi được cấp trên đồng ý, chúng tôi cử mấy anh tới chi viện. Vật thể bay không rõ à? Còn về vật thể bay không xác định, rốt cuộc là gì, cũng không cách nào xác nhận qua hình ảnh bên ngoài. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ cứu viện, các anh còn phải xác nhận vật thể bay đó rốt cuộc là cái gì. Cũng đề nghị các anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Lát nữa sẽ gửi cho các anh phương án thay đổi quỹ đạo đã tính kỹ và tài liệu sao quả, kể cả bản đồ căn cứ sao quả và cách sử dụng xe thám hiểm sao quả. Mong các anh bình an trở về. Dạ. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Lần này chúng ta đi sao quả sẽ bỏ lỡ lần Europa và trái đất gần nhau nhất. Lần sau không biết là bao giờ. Tôi hiểu ý cô San San. Chúng ta mất 8 năm nghiên cứu, huấn luyện, thí nghiệm mô phỏng, bộc lộ hết khả năng để trở nên nổi bật trong tất cả các nhóm nhỏ. Nhưng mà cứu người quan trọng. Huống chi trong 4 nhà khoa học bị kẹt có đồng bào Trung Quốc của chúng ta, là bố của Phùng Đồng. Chuyện đến Europa vẫn còn cơ hội. Đúng. Đối tượng cứu viện của chúng ta là các nhà khoa học của Liên minh Kế hoạch Sao Quả, chứ không chỉ riêng bố tôi. Nếu phải thực hiện cứu viện, chúng ta cần đổ bộ sao quả trước khi trời tối. Trên lệch nhiệt độ của sao quả rất lớn. Nhiệt độ ban đêm sẽ gây cản trở cho khoang đổ bộ. Trần Sang, cô ở lại Tàu Vạn Hộ, phụ trách liên hệ với trái đất. Rõ. Hà Thi Tinh, cô chủ yếu phụ trách mảng chữa trị trong sinh hoạt và cứu viện. Rõ. Lý Hưởng, cậu phụ trách nghiên cứu, sinh vật học và khoa học của căn cứ sao quả. Tra rõ vật thể bay đó rốt cuộc là cái gì. Dạ, tôi và Phùng Đồng lần lượt đảm nhiệm lái chính và phó lái. Nhất định phải dốc hết sức để cứu người. Vào lúc mấu chốt, tùy cơ ứng biến. Mọi người còn gì thắc mắc không? Không có. Không có. Trần Sang, lập tức thay đổi quỹ đạo, chuyển hướng tới sao quả. Dạ. Đội trưởng đã gửi tất cả tài liệu sao quả đến cho mọi người. Đã nhận. Mọi người kiểm tra lại xem đã nhận được tài liệu chưa. Đã kiểm tra xong. Trần Sang, cho tàu vũ trụ vào quỹ đạo. Gọi trung tâm điều khiển thăm dò Europa. Nhóm cứu viện tàu Vạn Hộ đã vào khoang đổ bộ. Mọi thứ sẵn sàng. Chờ cấp trên ra chỉ thị. Đã nhận. Lập tức xuất phát. Các phi hành gia chú ý an toàn. Đã rõ. Khoang đổ bộ chuẩn bị tách ra. Bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1.
nhiệt độ âm 17 độ C, khu vực hạ cánh có tầm nhìn tốt, nhóm cứu viện có thể tiến hành chuẩn bị hạ cánh. Đã nhận. Này, có gì đó bên ngoài. Radar phát hiện vật thể không rõ, hiện đang tới gần chúng ta, giống như đang lao về phía chúng ta. Đội trưởng phải làm sao đây? Mau liên hệ với Trần Sang để cô ta kiểm tra. Gọi tàu giảng hộ, gọi tàu giảng hộ. Tín hiệu gián đoạn, gọi tàu giảng hộ. Tàu giảng hộ nghe rõ, mời nói. Tàu giảng hộ nghe rõ, mời nói. Đội trưởng, mất tín hiệu liên hệ. Chúng ta vừa mất tín hiệu. Nó vẫn luôn làm nhiễu tín hiệu của chúng ta. Rốt cuộc đó là cái gì? Mở hệ thống điều khiển khẩn cấp, đảo chiều bàn tay, rõ. Khó chịu quá đi mất. Đây là cộng hưởng tần số thấp. Mọi người hấp bụng lại, hít sâu. Tôi có cảm giác sắp nôn cả nội tạng ra ngoài. Anh cố chịu một chút, tuyệt đối không được ngất đi. Ai mà chịu nổi? Không hay rồi, thứ đó đang quay trở lại. Tốc độ của nó đang nhanh lên. Cảnh báo va chạm. Phùng Đồng, cậu điên rồi à? Sao cậu lại tắt hệ thống đảo chiều? Tôi sắp tiêu rồi. Cố chịu đựng. Bố ơi, bố ơi. Đội trưởng, anh bị thương rồi. Đội trưởng, điểm đỏ trên radar không thấy nữa. Cũng có nghĩa là vật thể bay không xác định đã không đuổi theo. Bây giờ còn chưa thể chắc chắn. Cũng may chỉ là micro quẹt rách khóe miệng. Nếu micro quẹt khóe cổ thì hậu quả không thể tưởng tượng. Phùng Đồng à, cậu kiểm tra xem các chỉ số của khoang đổ bộ. Dạ. Chỉ số chức năng của khoang đổ bộ đều bình thường. Chỉ là nhiên liệu hiển thị không đủ. Có lẽ không cách nào đủ để chúng ta có thể cất cánh. Lát nữa chúng ta tới căn cứ sao quả tìm nhiên liệu. Được rồi. Không thấy thứ đó nữa. Lần trước khoang cứu sinh của Liên Minh bị tấn công ở trên không trung. Lần này khoang đổ bộ của chúng ta cũng bị nó tấn công trên không. Xem ra tên này rất có hứng thú với tàu thăm dò. Tôi đã chia sẻ cho mọi người tọa độ của căn cứ sao quả trong hệ thống. Mọi người xác nhận lại đi. Thời gian quý giá, chúng ta chia ra hành động. Phùng Đồng, cậu và Hà Thi Tinh tới địa điểm rơi của khoang cứu sinh, cứu giúp người bị thương. Tôi và Lý Hưởng tới căn cứ sao quả giải quyết vấn đề nhiên liệu và liên hệ với Trần Sang. Được rồi, bây giờ bắt đầu hành động. Mọi người chú ý an toàn, giữ liên lạc. Một người cũng không thể thiếu. Rõ. Rõ. Kết nối lại. Kết nối lại. Khốn kiếp.
Tào Vạn Hộ gọi trung tâm điều khiển. Tôi là Lưu Minh, chỉ huy trung tâm điều khiển. Mời Tào Vạn Hộ nói. Tào Vạn Hộ và nhóm cứu viện đã mất liên lạc. Bây giờ xin trung tâm điều khiển chi viện. Như vậy đi, lát nữa chúng tôi mở quyền tất cả kênh liên lạc trên sao quả cho cô. Được rồi, cô có thể thử liên lạc với xe thám hiểm và căn cứ sao quả. Còn nữa, tôi nhìn thấy trên không sao quả có một khối vật thể không rõ tựa như cát bụi. Trên máy theo dõi khí tượng, gửi dữ liệu kiểm tra và hình ảnh khí tượng mà cô nhìn thấy cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý. Dạ. Nhìn kìa, là khoang cứu sinh. Kết nối tín hiệu thành công. Năng lượng mặt trời xả xong. Lý Hưởng, để tiết kiệm thời gian, cậu đến căn cứ tìm nguyên liệu, sau đó kiểm tra hình ảnh quay được từ máy quay trên mũ. Tôi lái xe thám hiểm đi tiếp ứng Phùng Đồng và Thi Tinh. Được rồi, gặp lại tại căn cứ. Phùng Đồng, tìm thấy khoang cứu sinh thì lập tức gửi vị trí cho tôi. Tôi đã tìm được xe thám hiểm, bây giờ đi tiếp ứng cho hai người. Đã rõ, chúng tôi đã tìm thấy khoang cứu sinh, bây giờ gửi vị trí cho anh. Theo sau tôi. Anh ta sao rồi? Đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Xem anh ta sao đi. Anh lại. Đừng sợ, chúng tôi là phi hành gia Tàu Vạn Hộ Trung Quốc, đến đây để cứu người. Các anh còn một phi hành gia nữa, tên là Phùng Duy Nghĩa. Anh ta đang ở đâu? Trên ghế không có ai. Anh ta đi đâu rồi? Tôi không biết. Cô ấy sao rồi? Giờ cô ấy đang rơi vào hôn mê. Hiện không cách nào phán đoán nguyên nhân hôn mê. Cần tới căn cứ kiểm tra kỹ mới biết được. Lý Hưởng, chúng tôi tới căn cứ rồi. Cậu đang ở đâu? Lý Hưởng. Lý Hưởng. Đội trưởng, chúng ta vào trước đi. Giáo sư Anna không thể chậm trễ. Được rồi. Cẩn thận. Nào, giúp tôi cởi đồ của cô ấy ra. Con ngươi co lại bình thường, phần đầu không có vấn đề gì. Cô ấy bị trật khớp hông. Mấy anh ra ngoài trước, tôi phải nắn lại cho cô ấy.
Giáo sư, lúc mấy anh hạ cánh, có nhìn rõ rốt cuộc bị cái gì tấn công không? Không có. Khoan cứu sinh không ngừng lộn nhào rồi rơi xuống. Lúc đó tôi đã ngất xỉu. Vậy Phùng Duy Nghĩa, giáo sư Phùng thì sao? Tôi đã hỏi anh ấy. Giáo sư Anna. Giáo sư Anna. Giáo sư Anna. Có điều, nếu chúng tôi gặp vấn đề gì đó trên sao quả thì sẽ về căn cứ trước tiên, vì chỉ có căn cứ mới có thể đảm bảo cho chúng tôi sống sót. Vậy lát nữa chúng ta đi tìm ở khoang khác xem. Lý Hưởng. Là cậu à? Lý Hưởng. Phùng Duy Nghĩa. Tôi là tôi, Lý Hưởng. Làm tôi hết cả hồn. Vốn muốn cho mọi người một bất ngờ, suýt nữa là tiêu luôn rồi. Tôi mà chém xuống thì mới là bất ngờ. Mau lên. Anna. Anna. Giáo sư Phùng đâu? Tôi đi tìm nhiên liệu. Lý Hưởng, cậu dẫn Phùng Đồng đi tìm giáo sư Phùng. Chúng ta chia nhau hành động, giữ liên lạc. Dạ. Phùng Đồng, xem đi. Mau. Đi. Sao đây lại có nước? Có thể là vì hành tinh nhỏ va chạm dẫn tới đường điện của căn cứ bị rối loạn. Máy bay hơi phân giải không thể hoạt động bình thường. Chia nhau ra tìm, tiết kiệm thời gian. Được. Phùng Duy Nghĩa. Giáo sư Phùng. Phùng Duy Nghĩa. Phùng Đồng à, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Vừa rồi tôi... Cậu không sao chứ? Thối quá. Thứ gì vậy? Ở đây có sinh vật không rõ. Bố tôi rất có thể bị kẹt ở đây. Mau tìm đi. Được. Hãy
Đừng qua đây. Giáo sư Phụng, giáo sư Phụng, giáo sư Phụng tỉnh lại đi. Phụng Đồng, tôi tìm thấy bố cậu rồi. Đội trưởng, chúng tôi bị sinh vật không rõ tấn công, xin mau chóng tới khoang thực vật chi viện. Tôi tới ngay. Giáo sư, anh để nhiên liệu lên xe thám hiểm trước, chúng ta tập hợp ở khu điều chỉnh. Ok. Giáo sư Phụng, giáo sư Phụng, bố, bố, bố tôi sao vậy? Bố tôi làm sao vậy? Phụng Đồng à, bố cậu bị thương, chắc là đang hôn mê tạm thời. Nào, cậu đỡ trước đi, tôi đi xem. Chạy đi, mau mau lên, mau lên. Không sao chứ? Đội trưởng, anh mà trễ một chút xíu là tôi thành bữa tối của nó rồi. Tìm thấy giáo sư rồi à? Đúng, chỉ là đang tạm thời hôn mê. Sao căn cứ lại có cái này? Không biết. Tởm quá đi. Được rồi, chúng ta mau đi tìm Thi Tinh. Được. Ngứa quá, ngồi im, càng gãi càng ngứa. Chỗ này, được rồi, không được gãi, không được gãi nữa. Nhưng mà tôi... Cảm giác sao rồi? Bổ sung gluco đi. Tôi thấy đỡ hơn nhiều. Nghỉ ngơi cho khỏe nha, cảm ơn. Thi Tinh à, cô mau qua đây, bố tôi tỉnh rồi. Dùng đầu của giáo sư bị da đập sẽ hơi choáng váng, còn lại thì không có gì đáng ngại. Giáo sư Phụng, Phụng Đồng, sao con lại ở đây? Lúc giáo sư Phụng chưa tỉnh thì luôn trông nom, mắt còn không chớp một cái. Sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy? Giáo sư Phụng, chúng tôi là thành viên của tàu vạn hộ kế hoạch Europa Trung Quốc. Chúng tôi tới Sao Quả để đón mọi người về. Phụng Duy Nghĩa, sau khi anh rời khỏi khoang cứu sinh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc tôi tỉnh dậy,
Sau khi phát hiện Anna và Thomas đều đang bị thương, tôi liền mau chóng về căn cứ lấy thuốc. Tôi còn gửi thư cho Liên Minh để cầu cứu họ. Ngay giây phút tôi nhấn nút gửi, tôi chạy, rồi chạy, chạy rất lâu. Đầu tôi bị nó làm cho bị thương. Cho đến khi trốn vào trong khoang thực vật, tôi mới thở phào một hơi. Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ nữa. Richard, anh ta đâu? Thuốc và kim tiêm tôi vừa để đây không thấy nữa. Chỉ huy Lưu, video vừa rồi do mất khung hình, hơn nữa chỉ có một đoạn video cục bộ nên không thể xác định vật thể đó rốt cuộc là gì. Ngoài ra, mẫu dữ liệu mà Tàu Vạn Hộ gửi về quá ít nên cứ phân tích thất bại mãi, cũng có thể là do nguyên nhân khí tượng. Vì vậy bây giờ tạm thời cũng không cách nào phán đoán. Nghĩ cách đi. Dạ. Chỉ huy Lưu, còn có một tin không tốt. Theo quan sát, bây giờ có một hành tinh nhỏ, đường kính khoảng 500m, đang bay về phía sao quả với tốc độ rất cao. Dự kiến 12 tiếng nữa sẽ gia vào sao quả. Kết nối với Tàu Vạn Hộ. Dạ. Chỉ huy Lưu, Trần Sang đã liên hệ được với đội cứu viện chưa? Vẫn chưa, không cách nào liên hệ. Bây giờ có một hành tinh nhỏ sẽ gia vào sao quả sau 12 tiếng nữa, buộc phải yêu cầu đội cứu viện hoàn thành nhiệm vụ trước khi hành tinh nhỏ gia vào sao quả. Cô phải bắt buộc liên hệ được với họ. Dạ rõ. Thật không thể tin, mày lại to như vậy. Ai cũng không đoán ra mày là tên nhóc ở trong phòng thí nghiệm đó. Đừng sợ, tiêm cái này vào, mày sẽ mau chóng khỏe lại. Richard, anh đang làm gì vậy? Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn nó. Nó là kết tinh mà tôi đã phí rất nhiều thời gian mới tạo ra được. Anh đang nói gì? Thí nghiệm của tôi thành công rồi. Tôi đã thành công thay đổi gen của chúng. Chúng à, tôi vẫn luôn nghĩ có cách nào đó có thể khiến loài người chúng ta mau chóng thích nghi với môi trường sao quả, chứ không phải thay đổi môi trường sao quả thích hợp với loài người. Thay đổi như vậy sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài. Chúng ta không thể chờ tới ngày đó. Anh còn nhớ tháng trước một hành tinh nhỏ đã gia vào sao quả không? Tôi phát hiện một số thể sinh mệnh khác thường ở trên thiên thạch mà anh mang về. Tôi nghĩ chúng có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của sao quả, cho nên tôi đã đem chúng về phòng thí nghiệm. Kết quả, chúng không ngừng tăng trưởng, chứng tỏ chúng rất thích nghi với môi trường ở đây. Vì vậy, tôi đã thực hiện ý tưởng của tôi. Trên phôi thai lai giống giữa tắc kè qua và cá voi, và có vẻ tôi đã thành công rồi. Sinh vật bay ngoài trời kia cũng là sản phẩm anh nghiên cứu ra à? Đúng vậy. Sinh vật đầu tiên tôi gây giống chính là phôi thai cá voi. Bởi vì tốc độ tăng trưởng của cá voi gấp 10 lần người thường, tôi kết hợp nó với vi sinh vật trên thiên thạch. Thế là tốc độ tăng trưởng của nó cao đến mấy chục triệu lần. Sau đó, tôi truyền dịch gen biến dị vào người tắc kè qua là giống có sinh mạng yếu ớt, để nó càng có sức sống dẻo dai hơn. Không ngờ cả hai đều đã thành công rồi. Động vật có vú có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của sao quả rồi. Phùng Duy Nghĩa, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là con người được cải tạo cũng có thể di cư tới sao quả. Đây quả là một phát minh vĩ đại nhất.
Duy Trắc, anh làm vậy là vi phạm quy định. Vi phạm cái quái gì? Đứng trước tương lai của con người thì nó chẳng là gì cả. Mau chạy đi. Chạy thôi, vào phòng phẫu thuật trước. Nhớ đưa Anna theo, mau lên. Mau lên. Giáo sư Anna, mau đi cùng chúng tôi. Đi thôi. Bên này. Mau lên. Mau đi thôi. Mau. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tên này đã chặn lối ra duy nhất. Không dụ nó đi, chúng ta sẽ kẹt ở đây tới chết. Động vật đều sợ lửa. Chúng ta có thể dùng súng phun lửa, đẩy lùi tắc kè qua rồi thoát ra ngoài. Không được, không thể để nó ở đây. Giữ nó lại không chỉ là mối đe dọa của sao quả, mà còn là của trái đất. Để tôi liên hệ với Sang Sang xem có cách gì không. Giáo sư Phùng, máy tính, để tôi. Thi Tinh, đưa mã cho tôi. Dạ. Nào, mau lên. Chúng ta phải mau lên. Tên này sẽ mở cửa mất. Nhưng mà chúng ta không có vũ khí, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đúng rồi, tôi biết làm thuốc nổ đơn giản, quy lực đủ để thổi bay căn cứ. Tắc kè qua chết là cái chắc. Giáo sư Phùng, ở đây có lượng thuốc tẩy chứa amoni và oxy lỏng không? Tôi đưa cho cậu. Tốt quá rồi. Phùng Đồng, trên người cậu có dây điện không? Đây. Đội cứu viện, đây là tàu giảng hộ. Trung tâm gửi thông báo sẽ có một hành tinh nhỏ đâm vào sao quả sau 12 tiếng nữa. Nhưng mà bây giờ mọi người chỉ còn 10 tiếng. Mọi người phải quay về tàu giảng hộ trước khi hành tinh nhỏ đâm vào. Tin nhắn này được Trần Sang gửi vào 6 tiếng trước. Vậy nên chúng ta chỉ còn 4 tiếng mà thôi. Tôi còn thiếu đường trắng. Ở đây không có đường. Khu vực sinh hoạt có, nhưng mà phải ra khỏi cánh cửa này mới có thể lấy. Đội trưởng, tôi lấy súng phun lửa, dụ tắc kè qua đi. Lý Hưởng, cầm bơm đi tìm đường cùng tôi. Lát nữa khi tôi dụ tắc kè qua đi, anh dẫn mọi người rời khỏi trước. Chờ chúng tôi trên tàu thám hiểm. Như vậy, Phùng Đồng, cậu ra ngoài cùng tôi. Tốc độ của Lý Hưởng không nhanh bằng tôi. Tôi dùng súng phun lửa yểm hộ cậu. Còn cậu cầm thuốc nổ. Được. Đội trưởng, tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Mau lên thôi. 50 gram là đủ. Lý Hưởng, mau dẫn họ đi. Dân, bên này. Yêu cầu liên kết. Vừa nãy trung tâm điều khiển nhận được tín hiệu yếu từ căn cứ sao quả.
Trần Sang, cô nhận được chưa? Nhận được rồi, thưa chỉ huy. Họ đã gửi thư cho Tàu Vạn Hộ. Đỗ Bình nói đã biết tin hành tinh nhỏ gia chạm, bọn họ đều ổn. Vậy thì tốt. Còn 2 tiếng nữa, hành tinh nhỏ sẽ đâm vào sao quả. Địa điểm rơi rất có thể là gần tàu đổ bộ. Tổn hại vô cùng lớn. Vậy nên, đội cứu viện phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian này. Cô phải giữ liên lạc với đội cứu viện. Dạ. Dương Lệ, đã phân tích xong vật thể bay không xác định trên sao quả lúc này chưa? Trần Sang, còn về vật thể bay không xác định, chỉ có thể chờ đội cứu viện mang đáp án về. Cậu đi tìm đường. Dạ. Này đồ xấu xí, bên này. Phùng Đông, cậu mau lên. Tên này ẩn mình rồi. Tôi không thấy nó, xong ngay đây. Đội trưởng, vừa nãy Trần Sang liên hệ, nói là 2 tiếng nữa hành tinh nhỏ sẽ đâm vào sao quả. Điều này sẽ sinh ra sức gia chạm lớn, có thể hủy diệt tàu đổ bộ. Mấy anh phải tranh thủ thời gian. Đã rõ. Chúng tôi cài bom xong sẽ ra ngoài. Cô tiếp tục giữ liên hệ với Trần Sang, bảo mọi người nhanh chóng lên xe. Dạ rõ. Đội trưởng, xong rồi. Đi. Phùng Đông. Phùng Đông. Đội trưởng, anh mau đi đi. Mặc kệ tôi, Phùng Đông. Phùng Đông, Phùng Đông, tỉnh lại đi. Không sao chứ. Đội trưởng, đi. Đội trưởng, anh làm vậy là sao? Phùng Đông, giao chức đội trưởng cho cậu. Đội trưởng,
Đồng hồ đếm ngược hỏng rồi. Phải kích nổ thủ công. Cậu mau đi đi, mọi người đang chờ. Đội trưởng, anh mở cửa ra đi, để tôi kích nổ. Đội trưởng, anh mau mở cửa. Phùng Đồng, tôi làm vậy không phải cứu cậu, mà là để sau này cậu có thể cứu nhiều người hơn. Dù là kế hoạch di cư sao quả hay là kế hoạch Europa, đều là để cứu tất cả mọi người trên trái đất, để nền văn minh của chúng ta có thể tiếp diễn. Cái cậu phải gánh vác bây giờ không chỉ là trách nhiệm của người đội trưởng, cậu có sứ mệnh và trách nhiệm quan trọng hơn. Hứa với tôi, nhất định phải đưa mọi người rời khỏi đây an toàn, tiếp tục hoàn thành kế hoạch Europa của chúng ta. Đội trưởng, thật ra khi xuống đây, tôi đã phát hiện mình xuất hiện phản ứng cộng hưởng từ tần số thấp. Tim đã có vấn đề. Có lẽ tôi không thể lên tàu vũ trụ. Dù có thể lên tàu đổ bộ, tôi cũng không chịu nổi phụ tải cất cánh. Nói tiếng xin lỗi với gia đình và con tôi. Nói rằng tôi xin lỗi họ. Tôi yêu họ. Đội trưởng, anh đã nói là không thể thiếu một ai mà. Anh đã bảo là không được thiếu một ai mà. Đội trưởng, xin lỗi, tôi không thể làm được. Chạy! Lát nữa khi chúng ta cất cánh, nhất định cái con trên trời sẽ lại tấn công chúng ta. Sao con cá voi này chỉ tấn công tàu vũ trụ? Lần trước nó tấn công chúng tôi sau khi chúng tôi cất cánh. Lúc trước anh nói nó tấn công mấy anh khi mấy anh hạ cánh. Liệu có phải là sóng điện từ radar phát ra mỗi khi khoang đổ bộ khởi động không? Cũng đúng. Cá voi có thính giác và hệ thống truyền âm phát triển. Khi hoạt động, dựa vào tính năng định vị tiếng vọng để tìm mồi và tránh kẻ thù. Lẽ nào cá voi đã xem chúng ta là kẻ thù? Rất có thể như vậy. Vậy lát nữa chúng ta bay kiểu gì? Chỉ cần tốc độ của chúng ta nhanh hơn nó là được. Nào, từ từ thôi. Tôi đi bổ sung nhiên liệu. Mọi người lên trước. Hà Thi Tinh, chân của giáo sư Anna không tiện, nhớ sắp xếp cho cô ấy nghỉ ngơi. Dạ được.
Nhớ hồi nhỏ, con rất thích thiên thạch. Đây là viên thiên thạch đầu tiên bố nhặt được trên sao quả. Khi đó bố đã nghĩ nhất định phải đem về cho con xem. Thật không ngờ đại giao nói cho con ở nơi như vậy. Bố có từng hối hận không? Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi bố, mấy chục năm nay bố có từng hối hận không? Trong mắt người khác, bố là người Trung Quốc đầu tiên đặt chân lên sao quả, anh hùng hàng không vũ trụ. Còn con và mẹ chỉ có thể nhìn thấy bố trên bản tin thời sự như bao người khác. Mẹ vẫn luôn nói với con là bố đang đại diện cho quốc gia, đại diện cho nhân loại, hoàn thành nhiệm vụ lớn lao. Nhưng mà con vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc năm xưa lúc quay người đi, trong lòng bố đang nghĩ gì? Rốt cuộc một hành trình trơ trọi thì có gì chứ? Thật sự quan trọng hơn con và mẹ à? Bố cũng có một câu hỏi, rằng con có từng tự hào về bố không? Dù chỉ một lần, một khoảnh khắc. Nếu có thì bố đáng rồi. Bố biết bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Nhưng mà đời người phải có được và mất. Nhà rất nhỏ, thế giới rất lớn, nhưng mà vận mệnh thần kỳ như vậy. Đôi khi con buộc phải đưa ra lựa chọn, không thể chẹn cả đôi đường. Bố đã lựa chọn làm việc vì mọi người, không chỉ mong hành tinh chúng ta sống trở nên tươi đẹp hơn, mà còn là để con cháu sau này của chúng ta có một chốn sinh tồn an toàn, đáng tin. Xem con bây giờ đi, con đang bước đi trên con đường của bố. Bố chỉ mong con đừng nuối tiếc giống như bố. Sau khi kế hoạch di cư sau quả được hoàn thành, sau này con có thể bầu bạn với con cái của con, ở bên bọn chúng, trưởng thành cùng chúng. Đương nhiên là bố không thể nhìn thấy ngày đó, vậy nên bố mới càng phải cố gắng hơn, con hiểu chứ? Bố à, mong là lần này chúng ta có thể cùng về nhà ăn bữa cơm tất niên. Bố hứa với con. Đang khởi động mặt tiếp xúc. Máy liên hệ được khôi phục, chúng ta có thể liên hệ với Trần Sang rồi. Phùng Đồng, Thi Tinh, là mọi người à? Cuối cùng đã liên hệ được cô rồi. Tôi là Phùng Đồng, tôi sắp sốt ruột chết rồi. Mọi người đều ổn cả chứ? Chúng tôi chuẩn bị cất cánh, tiếp nối tàu vũ trụ. Hành tinh nhỏ sắp đâm vào sao quả, mọi người phải tiếp nối tàu vạn hộ trong vòng 15 phút. Tôi sẽ chờ mọi người trên tàu vũ trụ. Biết rồi. 15 phút. Vừa nãy chúng tôi đã tính toán tốc độ bay của sinh vật không xác định là 40 mét trên giây. Bây giờ đang cách chúng ta 16.000 mét. Từ lúc khởi động tới khi thành công bay khỏi sao quả chúng ta cần 7 phút. Với tốc độ của nó, 7 phút là bay được 16.800 mét. Trong quá trình chúng ta bay đi, rất có thể sẽ đâm vào chúng ta. Tôi và Lý Hưởng đã tính đủ mọi cách, chúng ta hoàn toàn không thể tránh được nó. Nguy hiểm nhất là bây giờ chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là hành tinh nhỏ đâm vào sao quả. Chúng ta không hề có thời gian để dây dưa với nó. Xem ra chỉ có tiêu diệt nó, chúng ta mới có cơ hội rời đi. Không kịp, hoàn toàn không đủ thời gian. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nghĩ ra cách gì để có thể tiêu diệt nó. Có thể đổ gốc cất cánh của chúng ta.
Nếu chúng ta đổi góc bay, để nó hiểu lầm hướng bay của chúng ta, sau đó lại tận dụng sự thay đổi trong cung cấp nhiên liệu để đổi góc thêm lần nữa. Cách này hơi nguy hiểm. Phải, không còn thời gian, chúng ta phải thử thôi. Vẫn hơn là bị con đó giết chết. Tiêu rồi, tôi để quên tài liệu nghiên cứu sao quả trên xe thám hiểm sao quả. Chờ tôi một lát, tôi quay lại lấy. Không kịp đâu, giáo sư. Bây giờ còn lo tài liệu gì nữa? Cậu hiểu cái gì chứ? Những tài liệu đó vô cùng quan trọng. Đó là tất cả thành quả nghiên cứu trên sao quả của chúng tôi. Trên trái đất không có dữ liệu như vậy. Lỡ bị hành tinh nhỏ quỷ mất, nghiên cứu của chúng tôi coi như đổ sông đổ biển. Con đi lấy giúp bố. Không cần đâu, bố đi sớm về sớm. Bố! Giáo sư Phùng! Đây không phải tài liệu giáo sư Phùng vừa tìm mà. Giáo sư Phùng lái xe thám hiểm sao quả đi rồi. Hình như ông ấy lái về phía khoang cứu sinh sao quả. Đồng đồng, tài liệu sao quả đều nằm trong USB. Bố đã kẹp trong sổ của Lý Hưởng. Nhờ các con đem về để bố đối phó với con quái vật trên trời. Các con hãy tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Phùng Duy Nghĩa, đồ lừa đảo, bố mau quay lại. Đồng đồng, xin lỗi, bố lại thất hứa, không thể thực hiện lời hứa với con. Hôm nay gặp được con và các đồng đội của con là bố đã yên tâm rồi. Vì bố đã thấy dũng khí, trí tuệ và lòng tin trên người các con. Bố biết các con đã vượt trội hơn lớp người bọn bố. Các con là hy vọng của nhân loại trong tương lai. Bây giờ bố trả lời câu hỏi lúc nãy của con. Bố chưa từng hối hận vì đã làm phi hành gia, càng không hối hận vì đã lên sao quả. Con rất xuất sắc. Đồng đồng, tuy bố chưa từng biểu dương con, nhưng mà trong lòng bố, con vẫn luôn là niềm tự hào của bố. Nếu có kiếp sau, bố vẫn muốn làm bố của con. Bố sẽ luôn ở bên con. Bố! Bố! Vĩnh biệt con của bố. Bố! Bố mau quay lại. Bố! Đồ lừa đảo. Bố đã bảo là sẽ về nhà cùng con mà. Bố! Con cầu xin bố, chúng ta về nhà có được không? Bố! Bố! Phùng Đồng! Phùng Đồng, cậu làm gì vậy? Phùng Đồng, bỏ tôi ra! Đó là bố tôi! Phùng Đồng, bình tĩnh lại đi! Phùng Đồng! Bây giờ anh là đội trưởng! Chúng ta không còn thời gian! Đỗ Bình đã hy sinh rồi! Giáo sư Phùng cũng đã đưa ra quyết định vì chúng ta! Anh muốn cố gắng của tất cả chúng ta đều đổ sông đổ biển à? Xin lỗi, đồng đội.
nhà khoa học Trung Quốc Phùng Duy Nghĩa. Liên minh kế hoạch sao quả chấp hành nhiệm vụ cuối cùng. Tạm biệt, nhóc con. Đôi khi con không thể đưa ra lựa chọn vẹn cả đôi đường. Còn bố lại lựa chọn làm việc vì mọi người, không chỉ mong hành tinh của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn, mà còn là để con cháu đời sau của chúng ta có một chốn sinh tồn an toàn, đáng tin. Bố chỉ mong con đừng nuối tiếc như bố. Chuẩn bị khởi động tàu vạn hộ. Chuẩn bị hoàn tất. Trần Sang, tàu vạn hộ tiếp nối thành công với khoang đổ bộ. Chúc mừng mọi người tiếp nối thành công. Đội cứu viện tra rõ vật thể bay không xác định là sinh vật biến dị và đã tiêu diệt nó. Tàu vạn hộ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu viện sao quả. Đội trưởng Đỗ Bình hy sinh quanh liệt trong lúc chấp hành nhiệm vụ cứu viện. Đội cứu viện đã thành công cứu được Anna, một nhà khoa học trong liên minh. Ba nhà khoa học còn lại của liên minh bất hạnh gặp nạn. Trong đó, nhà khoa học Phùng Duy Nghĩa của Trung Quốc, thuộc liên minh kế hoạch di cư sao quả, đã hy sinh thân mình để trợ giúp nhiệm vụ cứu viện của tàu vạn hộ.